Mọi người ơi, mọi người ơi, Jen nhận được nút bạc rồi nè. Để kỷ niệm cột mốc đáng yêu này, Jen sẽ cùng đồng bọn đi du lịch thôi. Nhìn Jen ăn món này, mọi người có biết Jen đi đâu không nè? Đây là bánh khọt nha, cũng ngon bình thường mà sao quán đông dữ gì không biết nữa. Ăn no nê thì cả đám tụi tôi kéo nhau đi chụp hình. Nhìn nè, cũng là biển mà nó lạ lắm. Đi biển chụp hình mà phải ghép nước biển vô, tu ghê. Quá chán rồi, tụi tôi quyết định đi chợ làm thử thách bữa cơm trên 5K. Mua cá thịt tận 5K mà mấy cô nhìn quá trời hả? Vậy mà cũng chịu bán luôn mới ghê chứ. Bây giờ edit Jen mới phát hiện cả đám đi chợ có nhiêu đó mà từ trưa đến chiều luôn. Rồi nè, có ai đi du lịch mà đem cả nồi cơm như Jen không? Tại cái tính của Jen cũng khó ăn khó ở á. Ăn cơm mà khô khô là không có được. Nồi cơm điện Philips này nấu cơm rất là ngon, cơm chín đều mà còn giữ nóng được lâu nữa. Jen săn sale em này trên Lazada á, rẻ lắm luôn. Ngày mai là chương trình Lazada siêu sale 8 tháng 8. Mọi người tranh thủ chốt đơn nha, chứ Jen là đầy giỏ hàng rồi đó. Tên tên, và đây là thành quả bữa cơm trên 5K của đầu bếp Thắng Leo nha. Phải nói là quá xuất sắc luôn. Bữa cơm hôm nay Jen rất là xúc động. Không biết sau này tụi nó có nói xấu Jen không, nhưng những khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của bé Jen.